thành quả của 37 CO2 ngày xong nha mọi người. Không được 2 kg hữu hành với hữu dện. Xong bắt đi, xin chào mọi người nha. Nay tiếp tục đi thăm bãi rắn nha mọi người. Điểm này có 7 cái à. Mình theo có mấy con chuột à. Chuột với mấy vịt lúa. Tới lưới nha mọi người. Rồi, tới điểm bãi rắn luôn nha mọi người. Đây con cái nha mọi người. Có mất tiêu ta. Có hàng nha mọi người. Ồ, hô hành khủng nha mọi người. Wow. Đây nha mọi người. Ra nha mọi người. Cái đầu tiên nhìn ngon rồi. Mới vô. Mới vô. Ừ, con này ngon quá mọi người. Cái luôn. Cầm cái điện thoại để im điện thoại được ít nhất. Xuống. Vô 7, bỏ vô 1 không mọi người. Nè có con dây nè. Cái máy đầu tiên nha mọi người. Rồi để mình vô chuột mình đặt lại nha mọi người. Đi tiếp rồi mình quay cho mọi người xem nha. Tiếp tục nha mọi người. 7 cái mới vô, cái đầu tiên là có con hữu hành rồi. Khủng rồi mọi người. 7 lạng nha mọi người. Hy vọng là bữa nay là có một cái kết quả thật là tươi sáng nha mọi người. Cái này chết chuột rồi mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Tới điểm bãi rắn này mọi người. Cái nãy cái đầu tiên như chó hay gì mà nó thoát ra lúc là ngoài luôn. Cong hôm luôn nha mọi người. Nãy bên kia 2 cái mà chết chuột hết trơn nha mọi người. Con cái thì chết chuột, còn con cái thì bị kẹt đầu chết nha mọi người. Này con cái nha mọi người. Rắn hay cái gì kẹt đầu chết queo rồi ta. Rắn hay chuột. Trời ơi con rắn chết rã xác luôn. Để mình thay chuột cho mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Cái
Trong đây ra chùm lé thấy ghê, ra chùm lé luôn. Nó mà đâm vô giò một cái là nó rút vô tôi con thịt luôn. Đây con cá nha mọi người, dính miệng em lăn hồ đất đây. Đây nha mọi người, ở nhà siêu luôn, chuột còn luôn, chuột còn luôn, cho bịch lúa hay sao. Tiếp tục nha mọi người, dính nhiều em không? Còn là cái chùm lé không? Đi sợ muốn chết. Đó, kẹt đầu nữa nha mọi người. Sống muốn chết em. Rồi. Còn sống, còn sống. Còn sống nha mọi người. Ôi, có chút ép à. Cái mà kẹt đầu chết trơn nha mọi người. Lưới 8 ly mình kiếm không có nha mọi người. Mà có kẹt cái đầu nó phụ cho bá luôn. Hôm nay không đi mới đi là nó chết queo luôn á. Pha này xử lý hơi lâu nha mọi người. Nếu mình tắt máy mình bắt nó ra nha mọi người. Mọi người ra rồi nha mọi người. Chắc 2 lạng ạ. Rồi, để mình bỏ nó vô rồi mình đi tiếp nha mọi người nha. Tiếp tục nha mọi người. Hôm nay trời mát mát cũng đỡ. Thấy cái hình bóng con gì ta. Có hàng nha mọi người. Không biết con gì nha mọi người. Mỗi dền nha mọi người. Dền nhỏ nha mọi người. Em đưa cái bẫy kia vô anh đặt lại ở đây nha. Chạy không ta, hết bẫy rồi nha mọi người, kết thúc clip tại đây nha mọi người. Ngày nay đi thăm 20 cái được nhiêu đây mọi người, một con hổ hành khủng với một con hổ dện nhỏ 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 khoảng 600 gram, với con hổ hành mini với lại một con rắn ráo mình chụp được nha mọi người, 4 con cũng đỡ nha mọi người. Rồi, nếu mọi người thấy clip này hay, xin mọi người cho Săn Bắt Ba Tri một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha mọi người nha, để ủng hộ cho Săn Bắt Ba Tri có động lực thêm nữa để ra những clip tiếp theo nữa nha mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Rồi, chào mọi người luôn nha.